Xin chào các em, chị đến từ học văn chị Hiên. Rất vui được quay trở lại với các em ở phần audio chuyên mục cùng em soạn văn. Chị rất hy vọng với những bài soạn văn như thế này có thể giúp ích cho chúng mình trong quá trình tìm hiểu các bài học trong sách giáo khoa. Ngày hôm nay, trong phần audio này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài học số 1, Thông điệp từ thiên nhiên, tùy bút, tàn văn. Với văn bản Chiều xuân của tác giả Anh Thơ. Không biết các bạn đã có thời gian đọc văn bản này chưa nhỉ? Ngay bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi của văn bản. Câu hỏi đầu tiên, bức tranh chiều xuân qua ngòi bút của thi sĩ Anh Thơ hiện lên có gì đặc biệt? Hãy chỉ ra một số hình ảnh, chi tiết tiêu biểu làm nên nét riêng của bức tranh đồng quê ấy. Bức tranh chiều xuân qua ngòi bút của thi sĩ Anh Thơ hiện lên đặc biệt với tất cả linh hồn của làng quê Bắc Bộ ngày xưa cùng những nét đẹp đặc trưng không thể nhầm lẫn nhưng có chút đượm buồn. Một số hình ảnh, chi tiết tiêu biểu làm nên nét riêng của bức tranh đồng quê ấy như hình ảnh bình dị, quen thuộc thơ mộng, mưa bụi, con đò, dòng sông, quán tranh, hoa xoan, con đê, đàn sao, trâu bò, đồng lúa. Hay những hình ảnh đẹp, tĩnh lặng, bình dị nhưng đượm buồn, mưa đổ bụi êm, cánh bướm rập rờn, trâu bò thông thả, quả nắng im lìm, đồng lúa ướt đọng. Hay màu sắc tươi tắn, màu tím hoa xoan, màu đen của đàn sáo, màu rực rỡ của cánh bướm, màu xanh rờn của đồng lúa, màu thắm đỏ của chiếc yếm. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu hỏi số 2. Vần và nhịp của bài thơ có tác dụng gì trong việc thể hiện vẻ đẹp đặc trưng của bức tranh chiều xuân ở thôn quê? Hướng dẫn trả lời. Về vần, bài thơ sử dụng vần lưng, vần chân như vắng lặng, cỏ, gió, da, hoa, gieo vần giãn cách. Về nhịp, tác giả sử dụng thể thơ 8 chữ với nhịp thơ 3 năm, qua đó gợi ra trong người đọc bức tranh chiều xuân ở thôn quê êm đềm, thư thái, nhịp sống khoan thai nơi đồng quê, với không gian rộng mở, mênh mông, vắng lặng, cùng vẻ đẹp đặc trưng thanh bình, yên ả của buổi chiều xuân ở thôn quê, làm rung động tâm hồn của nhiều độc giả. Đến với câu hỏi cuối cùng, trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, bức tranh quê trong bài thơ đem đến cho bạn suy nghĩ gì? Hướng dẫn trả lời. Trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, bức tranh quê đem lại cho người đọc cảm giác thanh bình, ấm áp của cuộc sống nông thôn. Chúng ta hãy sống chậm lại để lắng nghe những biến chuyển của thiên nhiên, cảm nhận từng khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên quanh ta. Hãy tìm lại trong cuộc sống của bản thân những giây phút yên bình, êm đềm, gắn bó với làng quê. Trên đây chính là phần gợi ý cho các câu hỏi trong sách giáo khoa với phần đọc hiểu văn bản Chiều Xuân của tác giả Anh Thơ. Hy vọng rằng phần soạn văn này có thể giúp ích cho chúng mình. Đừng quên hãy nhấn theo dõi kênh YouTube của Học Văn Chị Hiên để xem được nhiều video bổ ích hơn nhé!